Mời quý khán thính giả thưởng thức truyện ngắn Cha Dượng, tác giả Triệu Kiến Văn, trích tập truyện ngắn Trung Quốc Lắng Nghe Bằng Tình Yêu, biên tập và diễn đọc Mai Điền. Năm tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, mẹ tôi tái giá với một ông tài xế taxi. Tôi biết mẹ lo cho mình. Ba tôi bệnh chết, một thân một mình, mẹ tôi không thể gánh vác khoản học phí cao cho con trai. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể gọi người đàn ông vừa đen vừa xấu kia là ba được. Chính vì sống tại trường, tôi cũng chưa va chạm với ông câu nào. Thi đại học với thành tích xuất sắc, tôi hớn hở ghi tên học chuyên ngành kinh doanh tiêu thụ tại trường đại học Nam Khai. Thấy vậy, ông tài xế nói: "Sửa lại, trường đại học Tây Bình cũng có chuyên ngành này." Tôi cười lạnh nhạt trả lời: "Đại học Tây Bình dân lập mới xây dựng thì bì sao được với đại học Nam Khai." Ông tài xế hất hàm với mẹ dục: "Bà kêu nó sửa đi." Mẹ hỏi tại sao. Ông tài xế trợn mắt: "Không có tại sao. Học trường khác á, tôi không có tiền trả." Sợ uy của ông lái xe, lại không chịu nổi khóc than của mẹ, tôi không thể không sửa lại nguyện vọng. Nhận được giấy báo, tôi mới biết trường Đại học Tây Bình có đặt mức học bổng cao. Mỗi năm tôi có thể được 1 vạn đồng. Như vậy, tôi có đủ cả tiền học lẫn sinh hoạt phí, không cần của ông lái xe một xu nào. Ông lái xe mỗi tháng kiếm được hơn 2.000 đồng. Ngoài chi tiêu cho 3 người trong nhà, cũng để dành được 1.000. Sao lại không có tiền? Nhân lúc nhà không có ai, tôi mở thùng lục tủ, cuối cùng tìm được một sổ tiền gửi tiết kiệm. Rành rành có những hơn 40.000 đồng. Trả tiền học phí của tôi 4 năm, vẫn còn dư khá nhiều. Tôi ghét cay ghét đắng ông lái xe. Rõ ràng, ông ta coi tôi là gánh nặng, muốn quăng đi. Hôm đến nhập học, trái tim tôi hoàn toàn băng giá. Nhà trường vừa xây dựng vừa chiêu sinh, chỗ nào cũng đầy rác xây dựng, phơi ra trước mặt từng mảnh đất vàng như mụn nhọt. Thư viện và lớp học trang bị giảng dạy bằng máy tính trống không. Tôi cảm thấy giấc mơ tốt đẹp của mình bỗng tan vỡ như bong bóng xà bông. Tôi buồn rười rượi, chí khí yểu xìu. Năm đầu tiên treo mấy môn, dẫn đến năm thứ hai bị cắt học bổng. Sau kỳ nghỉ hè, tôi không xòe tay xin tiền ông tài xế, trở về Tây Bình với 2 bàn tay không. Tôi không đến báo tên tại trường, mà tìm cơ hội đi làm thuê khắp nơi, quyết tâm kiếm đủ tiền học phí, sẽ dự thi đại học lần nữa. Cơ hội tìm việc ở thành phố này còn lâu mới như lời đồn, cúi xuống là lượm được. Tôi chạy tới chạy lui suốt 1 tháng mới tìm được một việc rửa chén cho một quán ăn nhỏ. Mỗi tháng kiếm chỉ được 600 đồng. Nhưng tôi tin, vàng ở đâu cũng lấp lánh. Chỉ làm được 10 mấy ngày, ông chủ quán đã gọi tôi đến phòng làm việc. Tôi thấy chú em không giống những người làm công bình thường. Y như gặp được người ruột thịt, tôi dốc hết nỗi oan tuổi và chí lớn trong lòng. Ông chủ nắm chặt tay tôi bảo: "Có chí ắt làm nên, cậu đến phòng làm việc của tôi nhé. Thử giúp tôi làm quản lý, lương tăng lên 1.000 đồng. Chỉ có một điều, không được tự ý đi ra ngoài." Tôi mừng rơn, rất nhanh chóng, tôi nắm được hệ thống nhập hàng, tồn giữ và tiêu thụ của cửa hàng, thông thuộc các khâu như trong lòng bàn tay. Ông chủ luôn miệng khen tôi. Tôi còn đi khảo sát cửa hàng ăn từ góc độ quản trị kinh doanh chuyên nghiệp, phát hiện rất nhiều chỗ không hợp lý, đề nghị ông chủ cải tiến. Nhưng ông chủ gật đầu khen mọi ý kiến xây dựng của tôi rất tốt, song cứ trì hoãn mãi không thực hiện. Hỏi những nhân viên khác, tôi mới biết thì ra ông chủ có vẻ không quan tâm. Ông ta đang chìm đắm trong cuộc chơi ở Phương Thành, hầu như tối nào cũng đánh bạc suốt đêm, ngày đầu thua xiển niễn, nên mãi lấy lại vốn. Tôi đã lựa lời khuyên ông. Ông vui vẻ hòa nhã nói:
Cho nên tôi mới đào tạo bồi dưỡng chú em. Bao giờ chú em tự mình đảm đương được, tôi sẽ ủy thác nó cho chú em. Được ông chủ coi trọng, tôi cảm động. Thậm chí còn nghĩ tạm thời gác kế hoạch thi lại đại học. Chỉ cần làm nổi gió tung sóng, khai thác két vàng đầu tiên trên đời này sẽ không khó. Tôi phải làm nổi đình nổi đám để cho ông tài xế biết mặt. Giữa lúc tôi đang xoay tay vén áo, chuẩn bị làm một trận lớn, thì ông chủ dội lên đầu tôi một gáo nước lạnh. Cười tít mắt, ông dúi cho tôi một phong bì nói: "Đây là 2 tháng lương của chú em. Tôi cộng thêm 1.000 đồng tiền thưởng, chú em đi tìm chỗ khác cao hơn." Tôi sững sờ, xúc động hỏi lại: "Ông vì sao?" Ông chủ thở dài nói: "Chú em làm ở đây 2 tháng, cũng coi như chúng ta có duyên. Tôi thành tâm tặng cậu mấy lời, ra sống ở ngoài đời, vẫn nên có chút chân tài thực học, đạn dược đầy đủ mới có thể ra trận giết giặc. Tay trần ra trận, chỉ có con đường chết. Ba của chú em đã tìm chú em suốt 1 tháng nay. Hãy mau mau theo ba, về đi học đi." "Ba tôi hả? Tôi không hiểu gì cả." Ông chủ chỉ tay ra ngoài cửa. Bây giờ tôi mới chú ý đến một bóng người gù lưng ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa. Đó chính là ông tài xế taxi. Nhưng ông đã gầy rọc đi, mái tóc cũng đã lớm đớm bạc. Xách gói hành lý, tôi hậm hực đi ra khỏi quán ăn. Ông lái xe đi theo sau. Tôi phớt lờ ông. Con người này trước tiên làm hỏng việc học tập của tôi, bây giờ lại phá hoại sự nghiệp của tôi. Ông tài xế cứ hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác, im lặng lâu một lúc. Đột nhiên ông bước vượt lên phía trước, kiên quyết ngăn tôi lại nói: "Tôi biết anh hận tôi, nhưng anh không được chà đạp lên bản thân mình. Mẹ anh tuổi đã cao, mẹ anh rất hy vọng ở anh. Anh ơi, anh phải về học cho hết chương trình." Tôi dụng ăn dụng nói, không khuyên nổi anh. Tôi thay mẹ anh gian xin anh, được không? Vừa nói, ông vừa quỳ sụp 2 chân xuống. Đám đông không bao lâu đổ xô đến xem. Tôi không có chỗ nào dung thân, vội vàng trả lời: "Tôi nghe ông, ông mau mau đứng dậy." "Anh hãy thề đi đã." Ông lái xe nhìn vào mắt tôi nói: "Tôi xin thề sẽ học hết chương trình để mẹ tôi sống tử tế." Lúc này ông tài xế mới đứng dậy và nói: "Vậy thì tôi yên tâm, vậy thì tôi yên tâm." Tôi lại trở về trường, phát hiện ông tài xế đã nộp đủ học phí cho mình. Năm thứ 3 đại học, mẹ gọi điện đến báo, ông tài xế đã mất. Ông chết vì bệnh gan. Tôi không về nhà chịu tang. Đối với tôi, ông chỉ là người dưng nước lã lấy mẹ tôi, cho nên đã nộp cho tôi 1.000 đồng học phí. 1 năm sau, tôi tốt nghiệp với thành tích loại giỏi, kiếm được một việc làm đàng hoàng, về thăm nhà với ý định đón mẹ lên thành phố. Mẹ sai tôi ra mộ ông tài xế đốt với tiền vàng bạc và thắp nhang. Để mẹ vui lòng, tôi đã làm theo. Đến trước mộ, mẹ tôi bảo tôi quỳ xuống. Tôi dứt khoát không quỳ. Mẹ đã tát vào mặt tôi một cái nảy lửa. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh tôi kể từ khi tôi hiểu biết đến giờ. Thấy toàn thân mẹ run bần bật, tôi buộc lòng phải quỳ xuống. Mẹ ngồi xếp bằng trước mộ, nghẹn ngào nói: "Ông ơi, con trai ông đã về thăm ông." Chưa dứt lời, mẹ đã khóc hu hu, giống như tất cả các bà già nhà quê. Mẹ vừa khóc vừa kể lể. Tôi đã dần dần hiểu ra, lần tôi không đến trường đúng thời gian, nhà trường đã gọi điện về nhà tôi. Mẹ tôi sợ hết hồn, sợ tôi bỏ nhà ra đi, vội vàng cùng ông tài xế đi tìm kiếm khắp nơi. Tình cuối cùng được biết là có người nhìn thấy tôi ở nhà ga Tây Bình. Ông tài xế khuyên mãi mới giữ được mẹ tôi ở nhà. Ông hứa với mẹ tôi nhất định tìm được tôi về. Một mình ông đến Tây Bình, vào trường nộp học phí cho tôi trước, đề nghị không xóa tên tôi. Sau đó,
ông đến nhà ga, giơ tấm biển dán ảnh và viết tên tôi để tìm người. Tìm hoài cũng không có tin gì. Ông lái xe tức mình bắt đầu treo thưởng từ 5.000 đồng và cứ như vậy tăng đến 400.000 đồng. Đó là toàn bộ cuộc đời của ông. Mấy hôm đó thường có một người gián giáp ông chủ cứ xoắn lấy ông hỏi chuyện này chuyện kia cho đến khi tiền thưởng đã lên tới 470.000, không thể nào lên được hơn nữa. Ông chủ kia mới nói chỗ ông ta có một người làm thuê, có lẽ là ông tài xế cần tìm. Còn cho ông tài xế xem ảnh trong máy điện thoại di động. Ông tài xế xúc động suýt ngất đi. Ngay lúc đó ra ngân hàng rút tiền trao cho ông chủ, nhận tôi từ quán ăn về. Thằng cha khốn nạn! Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lão chủ lại ưu đãi tôi như vậy. Nhưng tại sao hai người lại giấu con những chuyện này? Ổng không cho mẹ nói với con, sợ con phân tán tư tưởng, không tập trung vào việc học tập. 500.000 đồng đó là số tiền cứu mạng của ổng. Mẹ tôi vừa khóc hu hu vừa kể. Tiền cứu mạng là sao hả mẹ? Tôi thắc mắc. Ổng mắc bệnh gan từ lâu. Số tiền đó ổng chuẩn bị để đi mổ. Trời, ba ơi! Tôi nằm phủ phục xuống trước mộ, nắm dứt khóm cỏ khô gào khóc.